Nhà bác Bùi Quang Thanh ở thôn 5, xã Ngũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Bác đã trước khi bác sử dụng cái sản phẩm của bên bọn cháu ạ, thì trước đây bác bị mắc bệnh như thế nào ạ? Bản thân tôi thì trước đây là bệnh gút, bị bệnh gút cách đây khoảng chục năm rồi. Thế thì trong quá trình sử dụng thì các bệnh gút của tôi thì nó không ngừng phát triển, nó sưng ở các đốt xương, mắt cá, có những chỗ nó phình nề ra như thế này. Thế là bác đã sử dụng những cái phương pháp nào để điều trị bệnh của mình ạ? Hoặc đã dùng những cái sản phẩm gì rồi ạ? Tôi thường là trước kia là chưa biết cái sản phẩm này thì tôi đã dùng cái loại thuốc chuyên về gút, nhưng mà nhiều khi là nó một là nó giảm đau và chỉ có khỏi một thời gian ngắn, sau đó lại đi lại, và trong quá trình là bị đi lại nhiều lần thì có những khi là tôi phải chống hai nang để đi lại, nó cũng gặp nhiều khó khăn cho sinh hoạt về bản thân và gia đình. Thế vậy là cái kết quả mà sau khi sử dụng những cái phương pháp đấy là đều là có kết quả là không khỏi được bệnh đúng không ạ? Kết quả thì nó không được mỹ mãn lắm. Và trái lại, nếu như uống liên tục, uống nhiều thì nó còn bị tức ngực, đau đầu và ảnh hưởng cả dạ dày, cả tim. Thế vậy lý do vì sao mà bác biết đến cái sản phẩm của bên Trung tâm Điều trị Phục hồi Xương khớp Việt Nam ạ? Tôi được tiếp xúc với cái sản phẩm này là một là nghe về thông tin quảng cáo, cái thứ hai là cô đã hướng dẫn về sản phẩm và tôi đọc ở trên bao bì, tôi thấy có nhiều tác dụng nên là tôi đã tiếp xúc với sản phẩm để điều trị xem tình hình như thế nào. Thế vậy sau khi sử dụng thuốc ngày đầu tiên ạ, thì bác có cảm nhận như thế nào ạ? Sau khi tiếp xúc và được dùng thuốc uống đúng theo đúng lịch trình thì tôi sử dụng trong 1-2-3 ngày đầu là thấy tác dụng chuyển biến chậm, nhưng sau đó là một tuần trở ra thì tác dụng của thuốc được tiếp xúc với cơ thể và đã có chuyển biến nhiều. Tôi lấy ví dụ như có những cái chỗ mà sưng phù của khớp, của xương khớp do cái bệnh gút để lại thì có những chỗ teo đi và có những chỗ tiến triển là tốt và cái hiện tượng đau hầu như không còn. Thế vậy là sau 2 tuần sử dụng thuốc thì là bác cảm nhận nó như thế nào ạ? Từ khi tôi dùng thuốc đến nay tôi uống theo đúng lịch trình, theo hướng dẫn ở vỏ của bao bì thuốc thì thấy rằng là tiến triển là tốt và tôi đi lại sử dụng về công việc và hoạt động nó có nhiều cái thuận lợi cho cá nhân và cũng như gia đình. Vậy bác có cái nhận xét gì về cái sản phẩm của bên Trung tâm Điều trị Phục hồi Xương khớp Việt Nam không ạ? Được tiếp xúc và sử dụng cái loại sản phẩm này thì tôi thấy tạm thời yên tâm, theo dõi cơ thể không có hiện tượng gì về tim phổi hoặc nội tạng, xương khớp thì có hiện tượng đỡ đi và nó tạo điều kiện cho con người có nhiều thuận lợi. Vậy qua đây có cuộc phỏng vấn này thì bác có lời gì muốn gửi đến Trung tâm Điều trị Phục hồi Xương khớp Việt Nam không ạ? Trước hết là tôi xin cảm ơn nhà tạo ra sản phẩm đã đem lại cái hình thái sức khỏe cho cá nhân tôi cũng như về phía gia đình có nhiều thuận lợi, và tôi mong rằng càng ngày càng được nhà tạo ra sản phẩm sẽ cải tiến và tạo điều kiện cho con người nói chung và mọi cơ thể để được tiếp xúc nhiều cũng như là được sử dụng và tạo điều kiện cho đảm bảo sức khỏe. Có được hiệu quả điều trị tuyệt vời trên là cả một quãng thời gian nghiên cứu chuyên sâu và được chuyển giao công nghệ Nhật Bản tạo ra sản phẩm an toàn và hiệu quả với những đóng góp to lớn trong việc hỗ trợ điều trị phục hồi xương khớp. Năm 2016, sản phẩm được trao huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng của Hiệp hội Thực phẩm thuộc Bộ Y tế trao tặng. Chỉ hiệu quả thực sự, chất lượng thực sự mới đem đến lòng tin đối với người bệnh. Thấu hiểu triết lý này, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Điều trị Phục hồi Xương khớp Việt Nam mong muốn sẽ hỗ trợ được nhiều người bệnh về xương khớp có cơ hội phục hồi và cải thiện bệnh tật. Điện thoại hỗ trợ: Hotline 0978 350 003.